บ่าสุดท้ายพวกเราเนี่ยแทนนี้ดูเรื่องโยกับลมหันจำนวนของเลยไอ้ลมหันนี่ดูเติมแต่ปริญญาตามสูงไงนี่นะจังยังถมือประเทศปัจจุบันประเทศจะทราบแต่รูปแบบเนี่ยน้องรูป messenger เตเลกราหน่อยให้จังดูเรื่องโยกแต่ลมหันทำไมต้องทายจังบังรับบอกเก๋คือย้อนสมัยกาเออมุ้ยแต่นี่ตำรวจอิจเรโบกเวทโบกบุญกระต่ายมุ้ยบอกอีสมาโซจังที่ออยสัตมุ้ยนั่งสัตปีนะสัตมุ้ยสมาดอกปีอีสัตปีสมาปีโบกปีอีจังของน้องบอกเคที่ออยยังโรเบดำใบออยสัตมุ้ยนั่งเจือรึกระบอกสมัยกาสมัยกาเออป่ะจังที่ทาดำใบโรbê bán thì bầm rạp nhớ cứ ôi giật mũi dừng bỏ ơ nhân bà sân chia giật mũi chỉ rừng bỏ ơ cái lây xa mấy ca ơ để cho ạc thê ích nhé dựng đô ạc thê ích tao dĩa giật mũi tao đấy chứ chứ cái lây ích dừng chua đôi giật mũi cái rê nhé ích cái rê hay bê ích bê giật mũi ạ chứ bê ích bê giật mũi và tọc mà tiết cái này sạch mũi dường chua phía đói đòi phí đọ tỷ của sạch mũi viết mà đọ tỷ chẳng như kia là nì như tàu chẳng như đọ phí y ô gà rê chẳng như đọ lưng gà rê là ô y phí gà rê là buồn hay y gà rê giống thứ và y gà rê mà đọ đọ mùi đi màu chẳng như quân vật liệt máu dân bàn này dễ đọ phí bê y anh ấy quân vật liệt máu bàn cô cuốn đọc buôn ý mà rồi chẳng mạo và chắc anh ấy buôn còn đọc mỗi bạn đọc buôn này anh ấy đọc vì bề ý anh ấy cố buôn nào đà là họ và tay là anh đọc buôn anh ấy cố buôn số nữa này chứ anh ấy hàng y mà hàng y chẳng bỏ y được hàng nông buôn đó là mình xua mơ thế thì bạn đọc vì bề ý mà buôn thế thì khi mà anh ấy mê con y mà niềm á thế thì bạn đọc đọc vì bề ý mà buôn chứ nhiều rồi khớ bề ý mà đọc bê mà đỏ quỷ toán học nhé chứ như mới xung đô thì quỷ và xung đô thì bí cái thai chẳng phua bê để rô khơi ôi như chua bê để rô khơi đâu ôi như một hai hà giật bì nâng có chừa rước rồi bỏ xa mày cà ừ đấy để trâu lưng bê để dương rô khơi chứ chẳng phua bê để dương rô khơi và chẳng phua bê để dương rô khơi cứ cái lại xa mày cà nâng cái lại bộ bê nó dương chua đòi để kế còn mấy cái giống như ích ở đấy bố bê ích bố bốn cách ta rồi mũi đỏ y mà thôi chẳng chụp quốc bê để dân rô khới mà dân chua khả lãnh bê nếp đó rồi đỏ vi tàu và tôi móc cũng nói với người ta chụp quốc bê rô khới cứ rô bằng hai hàng tiêm toàn hàng giật bí nó có chưa rưu bỏ xong mấy cái ở này chẳng dân vô giật bí để chuộc nông xong mấy cái ở đà đâu tái chuộc nông xong mấy cái đá để rô bê khơi như hào chứ là bây giờ chua tớ là lại thế ích chua đói giật bi được họ này ích rế tao chật giật bi rế đọc bi ích rồi đọc bi giật bi chắc giật bi như mà này chứ chứ quân vật liệt tao anh ấy a bộ bê ô rế chắc mà a rế chắc mà buôn á bộ bi đo cả bê chắc mà bộ bay y bộ bê rế chắc bê rế là bi rế là buôn tại bi rế là đo hồi chắc mà tao chật đọc buôn vậy chẳng đến đọc bì quân bí bán đọc bốn đọc bì quân bốc bì ý bán đọc bốn ý chẳng đến bốc bốn đọc bốn ý chẳng lấy cái dùng lô lắm rồi này bốn ý đọc bốn ý được ọc đọc bốn đọc bốn ý được ọc tiền đọc bốn ý đọc bốn ý đọc bảy ý đọc bảy ý bốc bảy ý xong chẳng xuống mà xuống chẳng việc tiêm toát bật mày chẳng đối chứng là những ai tiêm bán tháng giật bí chiến chi chẳng lấy là bấy robot sẽ mấy cá ư đầy đẹp trâu nữa bấy má đọc vị bạn chắc dương tôi mơ xâm nua tị bầy bạn chắc dương mà mơ xâm nua tị bầy cái xua tha thì ôi thật xê giật mũi bồn giật bí chai này giật mũi bồn giật bí xoay không thùm bấy chia thùm luôn trầy cao hôn biệt chắc cái nào thì xê chia thùm luôn tràn chia thùm luôn trầy cao hôn biết dương trao kiện liên vi mà tu sẵn kiện liên thầy vô kiện liên thầy bay ta có chẳng vô chạy kia hay ta xây đi chỉ là không thể còn nghĩa đã hái chẳng dương ta làm cái xoài cuốn không quay để chọn bạn
ដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់នេះមកវាមានសិទ្ធិ1សិទ្ធិ2អញ្ចឹងយើងយកសិទ្ធិ1បូកសិទ្ធិ2មកអញ្ចឹងសិទ្ធិ1បូកសិទ្ធិ2អញ្ចឹងនេះ12 12 0អត់ហើយ12សិទ្ធិ1គុណនឹងសិទ្ធិ2អញ្ចឹងសិទ្ធិ1អញ្ចឹងគុណសិទ្ធិ2គុណរៀបមក10 4e 10 4e ក្រេអញ្ចឹង e ក្រេ10 1អញ្ចឹង10ចន្លោះបូកអញ្ចឹងបាន4 10 1នេះបានសិទ្ធិ1គុណសិទ្ធិ2បន្តមកយកវាចែកចែកនេះសិទ្ធិ1បូកសិទ្ធិ2ចែកអានសិទ្ធិ1គុណសិទ្ធិ2អញ្ចឹងយកវាចែកគ្នាមកចាំនេះមាន2អានេះមាន4ដូចគ្នាណាយើងសរុបបាន2អានេះសរុប2អស់អានេះសរុប2សល់2ដល់ 2e អញ្ចឹងកណាត់ខ្ញុំបំផ្លាច់ជាប់ e នៅភាគបែកគេត្រូវបំបត្តិ e ភាគបែកអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិ e នៅភាគបែកគេត្រូវគុណវានឹងជារឿងបំផ្លាច់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងយើងមាន1 2ដល់ 2e អញ្ចឹងឆ្លាស់វាគឺបូកកណាត់គុណថែមឥឡូវត្រូវថែមវាវិញអញ្ចឹងណាឥឡូវដល់ពេលគុណថែមនឹង1នៅដដែលតែនេះជួ a ដល់ b គេថា b អញ្ចឹងវាស្មើ a ការ៉េដល់ b ការ៉េអញ្ចឹងវាឥឡូវនៅដដែលអានេះ2ការ៉េ4អានេះ2ការ៉េ4 e ការ៉េដល់1ដល់1គុណ10បូកអញ្ចឹងបាន4 + 4អញ្ចឹង4 + 4បាន8អញ្ចឹង8យើងផ្អាច់ធៀបបែកមក8ជា2សល់4អានេះជា2សល់4អញ្ចឹង1លើ4បូក e លើ4បន្តមកទៀតយើងត្រូវសរសេរវាជាទម្រង់ត្រីកោណមានចឹងដើម្បីសេជាទម្រង់ទៅតាមមានបានតើណាវាមានជាទម្រង់ពេជ្រនិតអញ្ចឹងមានលេខណាទាញបានគេទាញឲ្យអស់តែយើងទាញតែចំហុំវិជ្ជមានទេអញ្ចឹង1លើ4និង e លើ4មានដូចគ្នាគឺ1លើ4អញ្ចឹងយើងទាញ1លើ4ជាកតាដល់ពេលដែលយើងទាញ1លើ4អស់សល់1អស់សល់ទាញដល់ពេលមានទម្រង់1និង e ណាទោះបីក៏ដកក៏ដោយបុកក៏ដោយដក1យើងមាន e ដក1ដក eអត់1បូក e អីចឹងទៅឲ្យតែក្បួន1នឹង e គេត្រូវទាញឬ2កាលណាទាញឬ2យើងត្រូវចែកនឹងឬ2អញ្ចឹងកាលណាទាញឬ2ខាងក្នុងនោះគឺសល់ឬ2លើ2ឯងពីព្រោះ1លើឬ2យើងមិនបានរ៉ាដីកាលទៅវាអីឯង1លើឬ2យើងមិនបានទៅវាថាណៃបាទឬ2អានេះគុណ2ណែអានេះគុណ1អញ្ចឹងបានឬ2លើ2អញ្ចឹងគេកាត់យកចិត្តកុំបោកទីបោកមុំនៅកាត់ត្រង់ទី1លេខដូចគ្នាមុំជាគុណផាយលេខ4អញ្ចឹងផាយលេខ4វាមាន4កាត់ត្រង់អញ្ចឹងវាជាចំនួនសេសណា1 3 5 7អញ្ចឹងកាត់ត្រង់ទី1 1ផាយលេខ4កាត់ត្រង់ទី2 3ផាយលេខ4កាត់ត្រង់ទី3 5ផាយលេខ4កាត់ត្រង់ទី4 7ផាយលេខ4តាមកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាបានជាទម្រង់ត្រីកោណមានហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលគេចង់បានគឺថែមស្វាយគុណ8អញ្ចឹងលើវាស្វាយគុណ8អញ្ចឹងយើងប្រើរង្វាន់ស្វាយគុណទៅស្វាយគុណ8យើងយកស្វាយគុណមកតម្លាក់លើម៉ូឌីលហើយស្វាយគុណនឹងតម្លាក់មកមេគុណរបស់អគុយមកណាបាទអញ្ចឹងអានេះ2ស្វាយឬ2លើ1ស្វាយគុណ8អញ្ចឹងយើងសម្រួលអានេះ2 2ជាកន្លះអញ្ចឹងគុណនឹង8រកបាន4អា4នេះវា2រ៉េអញ្ចឹងគុណនឹង8វាឡើង2ប៉ុណ្ណោះមកវិញណាចឹង2 = 16 អានេះ2 + 4 ទៅមកក្រោម16 16បាន12មកអានេះ8 + 4 32 32អញ្ចឹងបូក2ផាយស៊ី2ផាយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយកាលណាមុំចំនួនគាត់គុណនឹងផាយយើងបែងជា2ករណីបើសេះផាយគូសូនអញ្ចឹងសេះផាយមានណាបើសេះចាត់ទុកផាយបើគូចាត់ទុកសូនពីព្រោះកន្លែងគូមកសូនផាយ2ផាយ3ផាយ4ផាយអញ្ចឹងមានកន្លែងគូកន្លែងសេះអញ្ចឹងវានៅកន្លែងគុំគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលំហាត់យើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយគុំជាងចាត់ទុកចូលនេះឯងជាទម្រង់ត្រីកោណទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនបានចូលរៀនជុំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចចូលក្នុងក្រុមក៏បានឬខមមិនក្នុងវីដេអូហើយវីដេអូហ្នឹងគឺហ្នឹងថាផុសចូលក្នុង Facebook ណា